con nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã tạo dựng. Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thâm viếng nó? Chúa dựng nên loài người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người mão miệng vinh quang và tôn trọng. Chúa ban cho con người quyền cai trị công việc của tay Chúa, khiến muôn vật phục dưới chân người. Tất cả loài chim và gia súc cũng như các thú đồng, chim trời và cá biển cùng sinh vật bơi lội dưới biển lạy Đức Giê-hô-va là Chúa chúng con. Danh Chúa vang lừng trên khắp đất biết bao. Phải, khi chúng con nhìn xem các tầng trời là công việc của tay Chúa, chúng con lấy lòng kính sợ Ngài mà phủ phục dưới chân Ngài, thờ lại Ngài. Amen. Giờ này chúng ta hãy lấy lòng kính sợ mà thờ phượng Đức Giê-hô-va. Hãy trang sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Ngài. Amen. Nhìn bầu trời xanh bao la, tâm hồn con cất tiếng hát ngợi khen Chúa Cha vô song tuyệt vời. Amen. Lòng buồn con đã tiến hại, người thế Chúa Cha, vua sông thề.
Hãy
Jehovah và nương náu mình nơi Ngài. Mọi người có lòng ngay thẳng đều sẽ tự hào trong danh thánh của Ngài. Chúng con đều được thỏa mãn với những điều tốt lành của nhà Chúa và đền thánh của Ngài. Chúa khiến buổi hừng đông và buổi hoàng hôn cất tiếng vui mừng mãi mãi.
chúng con tin nên chúng con công bố rằng chúng con sẽ cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Và trong năm 2024 này chúng con sẽ kinh nghiệm được quyền năng chữa lành siêu nhiên của Ngài cho chính cuộc đời của chúng con. Và nguyện cuộc đời chúng con sẽ rao truyền danh vinh hiển của Ngài và sẽ đem được nhiều người về với vương quốc của Ngài. Hallelujah. Linh hồn con an nghỉ nơi một mình Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi của con từ Ngài mà đến. Một mình Ngài là vần đá và sự cứu rỗi của con. Amen. Cũng là nơi ẩn náu của con. Amen. Con sẽ không hề bị rúng động. Hỡi linh hồn ta, hãy an nghỉ nơi Đức Chúa Trời, vì niềm hy vọng ta đặt nơi Ngài. Amen. Chỉ một mình Ngài là vần đá và sự cứu rỗi của ta. Amen. Cũng là nơi ẩn náu của ta. Sự cứu rỗi và vinh quang của ta ở nơi Đức Chúa Trời. Ngài là vùng đá của ta, nơi ẩn náu của ta. Hỡi dân ta, hãy tin cậy Ngài luôn luôn. Hãy dốc đổ nỗi lòng mình ra trước mặt Ngài, vì Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. Giờ này hãy tan vỡ đến với Chúa trong sự thờ phượng Ngài. Hãy dốc đổ nỗi lòng mình ra trước mặt Ngài và thờ phượng Ngài. Chạm lòng con, Chúa ơi, ngay giờ này, chạm lòng con